Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động, máy dầu quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 và đăng ký biển Hà Nội nhé, đăng ký một chủ từ đầu. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 11 vạn km thôi quý bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Dàn lốp theo xe thì các bạn ạ cũng đã thay, vừa mới thay lên một cái dàn lốp mới, cũng còn một vài cái lốp của xe theo xe vẫn còn các bạn nhé, vẫn còn một vài cái lốp theo xe còn nguyên các bạn ạ, mới chạy có 11 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2.5 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest 2012 một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2012, đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km rồi. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012, một chủ từ đầu này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.